Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 4 tháng 7 tại xã Non Luống, huyện Điện Biên, tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên và Đồng biên phòng Pa Thơm đã bắt quả tang đối tượng Lò Thị Buôn, sinh năm 1982, trú tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ bao gồm 10 bánh heroin, 150 gói nhỏ màu xanh, 30.000 viên ma túy tổng hợp, 5 gói ma túy dạng đá trọng lượng 5 kg và một số tang vật khác có liên quan. Số ma túy này được cất giấu trong thùng giấy, bao gói bằng ni lông và dán nhãn là chè khô của Lào. Bước đầu, Lò Thị Bùn khai nhận đã vận chuyển số ma túy này cho một đối tượng người Lào để giao cho một đối tượng ở tỉnh Lai Châu. Trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định.